Sáng ngày 2 tháng 10, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ xảy ra mưa từ sớm. Mưa trùng thời điểm đi làm đã gây nhiều trở ngại cho người dân. Về nguyên nhân gây ra đợt mưa này, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết do rãnh áp thấp có trục qua miền Nam tiếp tục duy trì. Cùng với đó, một vùng hội tụ gió từ ngoài vùng biển phía biển di chuyển vào đất liền mang theo mây dông. Ngay tại các tỉnh miền Nam, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động với cường độ trung bình. Ba yếu tố trên gây ra mưa dầm tại Nam Bộ từ sáng sớm. Dự báo đợt mưa diện rộng này còn kéo dài trong vài ngày tới. Mưa còn khiến nhiều tuyến đường bị kẹt xe, người dân lết thết dầm mưa đi làm. Tại ngã tư Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng kẹt xe kéo dài cả bốn phía. Lực lượng cảnh sát giao thông đội mưa để phân luồng. Đường Nguyễn Xí, Ôn Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí cũng ùn ứ nặng. Các con hẻm đổ ra các tuyến đường này, kênh đặt người đi tránh.